tấn quyền. Chọc khe, pha thoát passing tốt, không hề có lỗi biên vị. Bảo Lắc, vẫn đang là Bảo Lắc. Đây là cơ hội cho Bảo Lắc ơi, không vào. Đó là một trong những tình huống mà Minh Khang đã được thử thách ngay ở phút thi đấu thứ ba này. Đó là một trong những tình huống tấn công có thể nói là đa dạng của các cầu thủ Seo. Khi mà anh đến với trận đấu này và cũng đã có một trạng thái tốt, pha thoát passing tốt, không hề có lỗi biên vị, rất nguy hiểm. Lại là một tình huống mà chúng ta nhìn thấy Bảo Lắc. Bảo Lắc đang cho thấy sự nhanh nhẹn của mình ở trên hàng công của Seo Sài Gòn. Lại là một tình huống ra chân của cầu thủ số 30. Nhưng lần này nó đã không hề có một chút đáng ngại nào trước thủ môn Minh Khang. Tiền vệ 33 đội trưởng Hữu Thạch đang thi đấu dâng lên cao, pha chọc khe hay. Chí Torres, Chí Torres được chuyền đánh đâu. Một không cho doanh nhân Quảng Ngãi FC. Và đó là tình huống đánh đầu cận thành của Vũ Nguyễn. Một quả tạt rất dẻo vào sâu bên trong trung lộ, và sau đó là một kết thúc hoàn hảo của Vũ Nguyễn. Quả tạt của Chí Torres là quá vừa vặn và không thể nào chúng ta có thể chê được ở tình huống vừa rồi. Hãy cùng một lần nữa theo dõi lại bàn thắng bằng đầu của Chí Torres. Rất nhanh. Một trong những bàn thắng có thể nói là ấn tượng ở trong trận đấu này. Tấn công không quá nhiều nhưng đội bóng áo xanh họ lại có được kết quả ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên này. Chí Torres làm gì đây? Ở khoảng cách xa như vậy thì rất khó để chúng ta có thể nhìn thấy cú đá của Chí Torres. Không hề có lỗi việt vị. Pha xử lý bóng rất dẻo của ban đội trưởng Hữu Thạch. Được chuyền tuyến hai, dứt điểm, không vào. Đó lại là một tình huống mà Chí Torres thực hiện pha dứt điểm. Phạt công dành cho Seo Sài Gòn. Bảo Lắc, vẫn đang là Bảo Lắc. Một mình Bảo Lắc solo, đó là đường chuyền hát hay. Cơ hội, không vào. Bóng đã chạm cột dọc khung thành của Minh Khang. May mắn cho Minh Khang, vừa rồi thì chúng ta đã nhìn thấy hàng phòng ngự của bên phía doanh nhân Quảng Ngãi đã bị sập bẫy hoàn toàn. Một tình huống có thể nói là có một không hai, nhưng đây sẽ là câu trả lời của doanh nhân Quảng Ngãi FC. Cơ hội chân trái. Một trận đấu đang diễn ra với một mật độ và diễn biến rất nhanh. Hữu Thạch, lại là đường chuyền dài của ban đội trưởng Hữu Thạch. Hữu Thạch luôn luôn là một cầu nối rất hay. Chính xác. Dưới giống, dưới giống chân trái, không vào. Long Forden cũng đã và đang sẵn sàng ở cái chân trái của mình. Đó là cú đá trực diện, không vào. Cú đá cũng không đủ độ khó để có thể hạ gục được thủ môn Minh Khang. Đó là tình huống dứt điểm của Tấn Quyền, trung vệ số 15. Thì lợi thế ngay khi từ ở hiệp 1 với bàn thắng bằng đầu của Vũ Nguyễn. Rất hay, pha thoát passing tốt ở trung lộ. Nhật Thành được chuyền hay. Chí Torres, Chí Torres, không vào. Cái cách mà các thủ doanh nhân Quảng Ngãi FC họ đã làm cho chính đối thủ của mình là Seo Sài Gòn ở trong hiệp thi đấu đầu tiên cũng như vậy. Những đòn tấn công bất ngờ và vừa rồi là một đòn tấn công sắc nét ở trung lộ. Không hề có lỗi việt vị. Người thoát xuống đó chính là ban đội trưởng Hữu Thạch. Nhưng sau đó là đường chuyền cũng không quá chính xác của Hữu Thạch. Đây là cơ hội dành cho doanh nhân Quảng Ngãi FC. Không có bàn thắng thứ hai. Nhật Thành là người đã kết thúc cuối cùng. Nhưng hiện tại thì một cầu thủ của bên phía doanh nhân Quảng Ngãi đang nằm trên sân. Khi mà đến với trận đấu này thì anh đã có được một trạng thái khá hay. Liên tiếp ở trong hiệp 1 thì chính Chí Torres là người đã thực hiện đường chuyền như đặt để cho Vũ Nguyễn ghi bàn. Khá nguy hiểm. Cú đá chạy con dọc khá nguy hiểm của các thủ Seo Sài Gòn. Huấn luyện viên trưởng Minh Thuyền đã nói với những người đồng, những cậu học trò của mình trong sân là hãy co về và đổ bê tông đi, đánh đâu. Khá nguy hiểm.
nhưng chỉ là một quả phát bóng lên dành cho thủ thành Minh Khang mà thôi. Trung chất. Và đúng lúc này thì tiếng còi mãn cuộc của trọng tài đã vang lên. Trận đấu lượt về cuộc đối đầu giữa CO Sài Gòn và Doanh nhân Quảng Ngãi đã khép lại và chiến thắng 1-0 là tỷ số trong cuộc. Và đó là bàn thắng duy nhất của Phú Nguyễn bên phía Doanh nhân Quảng Ngãi FC.